Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Đức Hòa đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động quản lý khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn huyện. Quét mã dạch để tiêm chủng, khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, quét mã QR để thanh toán là những hoạt động được xem là giải pháp nhanh chóng tiện lợi, giúp người dân tiết kiệm thời gian khám chữa bệnh. Lúc đầu thì mình đăng ký đăng ký xong cứ mã vạch chế hồ sơ bệnh án của mình là tri lên nếu mà quét qua thì hiện hiện cái mình bị gì gì đó ta sẽ chuẩn đoán nha và kia đưa mình vô chỗ đó khỏi cần đi qua dòng lại gì đó Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế Đức Hòa còn triển khai ứng dụng một số phần mềm hành chính, phần mềm quản lý, phần mềm quản lý bệnh truyền nhiễm, bệnh không truyền nhiễm. À bên cạnh cái sự mà quản lý tốt của cơ quan y tế thì người dân họ cũng được cái thuận tiện à khi họ đến bất kỳ một cơ sở y tế nào thì với cái hệ thống này thì đều được thể hiện ở trên phần mềm nên là không phải lấy lại cái thông tin ban đầu và cũng không có phải là điều tra lại cái quá trình khám chữa bệnh ở các nơi khác trong tháng 10 năm 2023 tổng số lượt sử dụng căn cứ công dân tra cứu thành công đạt hơn 34.500. Tính đến ngày 6 tháng 11 năm 2023, tỷ lệ hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn quyện đã thực hiện được hơn 237.300 hồ sơ đạt gần 87%. Những kết quả bước đầu không chỉ giúp Trung tâm Y tế quyện nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn hỗ trợ người dân giảm rắc rối trong thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình khám chữa bệnh tại địa phương.